Mình chào cả nhà đến với kênh Minh Hải nhà đất Kiên Giang. Ngày hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cả nhà một ngôi nhà ở hẻm Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thuộc Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngôi nhà này thì có diện tích là ngang 4m5, dài là 18m, thổ cư chầm chầm. Bây giờ hãy mời cả nhà cùng Hải chúng ta sẽ vào bên trong tham quan ngôi nhà của mình ha. Ở phía trước mắt của chúng ta đây thì có một cái sân đậu xe, thì sân đậu xe được tầm khoảng 3m, được bao bọc ở hàng rào sắt xung quanh này cả nhà. Ở phía bên tường bên kia thì có một cái lam để chúng ta lấy sáng lấy gió cả nhà. Tường nhà mình thì cao khoảng 2,5 m, được ốp gạch hai bên tường ha. Cái nhà của mình thì cái độ cao của nó tầm khoảng là 3,5 m cả nhà. Cửa nhà mình là cửa nhôm Sifa 4 cánh kết hợp với kính cường lực cả nhà ha. Gạch nhà, nền gạch nhà mình thì có màu xám, nhìn rất đẹp nha, xám nhân mây ha. Ở đây thì phòng khách thì có diện tích tầm khoảng là 4m. Ở đây thì chủ bố trí cho mình một bộ sofa nè. Mình có tranh dán tường ở đây và có những hoa văn ha. Ở phía bên ngoài thì còn có thêm một cái chỉ vàng và miếng nhựa ốp lên tạo điểm nhấn cho cái tường nhà mình ha. Ở phía dưới này thì chủ cũng có ốp miếng nhựa cả nhà. Màu xám rất là đẹp ha. Ở phía bên đây thì chủ còn trang trí cho mình một cái bình bông, nhìn rất là tinh tế cả nhà. Kế tiếp thì chủ tặng cho mình thêm một cái kệ tivi. Kệ tivi này thì được làm bằng nhựa nè. Ở đây thì được làm bằng gạch đá cả nhà. Trần nhà của mình là trần thạch cao hộp vuông ha, có gắn thiết bị đèn led chiếu sáng rất là đẹp cả nhà. Tiếp đến vào bên trong thì chúng ta có một cái lối đi, thì lối đi này thì tầm khoảng là 1m cả nhà. Ở phía sau phòng khách thì có một cái phòng ngủ nè, thì phòng ngủ này khá đẹp ha. Phòng ngủ này thì nó tầm khoảng là 10m2. Thì ở đây thì chủ bố trí cho mình phòng ngủ rất là đẹp luôn, với những chỉ vàng ốp trên tường nè và chỉ trắng nè. Bên cạnh đó thì chủ còn tặng thêm cho mình một bức tranh và tặng thêm cho mình một cái bộ giường bằng gỗ ha, rất là đẹp. Kế tiếp thì chủ còn tặng thêm cho mình một cái tủ quần áo nữa nè cả nhà, nhìn khá xinh ha. Và chủ còn chừa thêm cho mình là một cái tủ gỗ và một cái nơi để mà chúng ta gắn máy lạnh ha cả nhà, đèn chiếu sáng đầy đủ cả nhà ha. Ở phía lối đi thì chủ đã ốp gạch lên trên tường á, thì gạch cao tầm khoảng là 1,5 m cả nhà. Gạch này là gạch có chiều ngang là khoảng 3 tấc ha, dài là 6 tấc cả nhà. Thì tiếp đến vào bên trong nữa thì chúng ta sẽ có một cái phòng thứ hai nè. Phòng thứ hai này cũng có diện tích tầm khoảng là 10m2 luôn. Ở đây thì chủ bố trí cho chúng ta cũng giống như phòng trước, có cái chỉ vàng nè, màu trắng nè, có tranh nè. Và bên cạnh đó thì chủ còn tặng thêm cho mình một cái giường ngủ nè, một cái tủ đồ và một cái tủ quần áo. Ở phía bên trong phòng này thì chủ còn xây thêm một cái nhà vệ sinh nè cả nhà. Nhà vệ sinh này thì có diện tích thì ngang tầm khoảng 1,2 m và chiều dài của nó thì nó là 1,5 m. Ở đây thì chủ ốp gạch lên tới trên luôn ha. Ở phía bên hông thì chủ còn chừa một cái ô trống để thoáng khí ở ngoài cả nhà. Gạch ốp trên tường ở đây thì gạch màu ngọc bích đó cả nhà, sắc ngọc bích rất đẹp ha. Ở đây thì chủ trang bị cho mình sẵn luôn cái labo, bồn rửa tay và kính luôn cả nhà ha. Thì tiếp đến nữa thì chúng ta còn có một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài nè. Thì nhà vệ sinh này thì có diện tích ngang cũng tầm khoảng 1,2 m và dài 1,5 m. Ở đây thì chủ cũng đã ốp gạch lên phun tường luôn đó nha. Gạch khá đẹp ha. Và chủ còn trang bị thêm cho mình một cái giò sen để tắm nữa nha. Kế tiếp thì đó chính là không gian nhà bếp. Thì không gian nhà bếp này có diện tích tầm khoảng là 12m2. Ở đây thì chủ bố trí cho mình một tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Tủ bếp trên được làm bằng gỗ công nghiệp màu trắng, tủ bếp dưới thì cũng là bằng gỗ công nghiệp.
tủ bếp khá rộng này cả nhà. Cái bếp thì được làm bằng đá granite đen ha, và cái mặt dựng của bếp thì được làm bằng kính màu xanh. Ở bồn rửa tay thì chủ lắp cho mình bồn rửa tay đi nóc cả nhà. Đây nước rửa tay khá mạnh luôn này cả nhà. Ngoài ra thì chủ còn tặng thêm cho mình một cái bộ bàn ăn bằng gạch đá cả nhà ha, với bốn cái ghế màu cam rất đẹp. Ở phía bên trong đây thì chủ còn thiết kế cho mình một cái cửa sổ để chúng ta mở cửa ra thông thoáng, lấy sáng lấy gió ha. Trần trên nhà mình thì trần thạch cao hộp vuông với đèn led màu vàng, và bên cạnh đó còn có thêm những cái đèn nhỏ nhỏ soi sáng phòng của mình ha. Và tiếp đến ở phía đây thì mình còn có thêm 1 mét, và chiều dài của nó gần khoảng là 3 mét. Thì ở đây là một cái giếng trời cả nhà, khá rộng ha. Thì ở đây thì mình có thể là phơi đồ ở đây cũng được cả nhà, và mình có thêm một cái lẳng nước ở đây để mình cửa gạo ha. Và hãy xin tôi được thêm thông tin về ngôi nhà của mình. Thì nhà mình nằm ở hẻm Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nhà mình thì được thiết kế là nhà trệt với diện tích là ngang 4m5, dài là 18m, thổ cư là 100%. Nhà có sân đậu xe, phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 toilet, bếp và có giếng trời. Thì hiện tại chủ đang kêu bán ngôi nhà này với giá là 1 tỷ 630 triệu, được tặng thêm một số nội thất. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì xin cả nhà vui lòng gọi số điện thoại là 0782 333 680 Minh Hải để trực tiếp đi xem nhà hai cả nhà. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải. Và hẹn gặp cả nhà ở video kế tiếp. Nhớ bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.